Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang điều tra an ninh sinh học tại các trang trại nuôi chuột nâu của các nước trên thế giới để ngăn ngừa những sự cố tràn lan sau khi Đan Mạch ra lệnh tiêu hủy chuột nâu toàn quốc vì bùng phát lây nhiễm virus corona nơi loài vật này. Bà Maria Van Kerkhove, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới, phụ trách khâu kỹ thuật về COVID, hôm 6 tháng 11 tuyên bố, việc lây nhiễm virus corona giữa thú vật và con người là một mối quan ngại. Tuy nhiên, bà nói thêm, biến thể nơi virus là chuyện bình thường. Các loại thay đổi này trong virus là điều mà chúng ta đã theo dõi từ ban đầu. So với các gia súc khác, chuột nâu có nguy cơ cao hơn, dường như dễ bị lây nhiễm hơn, theo lời một chuyên gia thứ hai của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết. Bà Van Kerkhove cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đang làm việc với văn phòng các khu vực có các trang trại chuột nâu, điều tra an ninh sinh học và ngăn ngừa sự lây lan. Đan Mạch trong tuần này loan báo kế hoạch tiêu hủy toàn bộ chuột nâu trên cả nước và loan báo những biện pháp đóng cửa mới chặt chẽ tại miền Bắc để ngăn ngừa virus corona biến thể lây lan trong thú vật và sang con người. Đan Mạch nêu quan ngại là COVID biến thể có thể ảnh hưởng đến tiềm năng hữu hiệu của vaccine đang được bào chế. Virus corona được cho là từ động vật lây lan sang con người lần đầu tiên tại Trung Quốc, có thể từ loài rơi hay những động vật khác tại chợ thực phẩm ở Vũ Hán, dù nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải đáp. Những động vật có vú khác được biết cũng bị lây nhiễm COVID, ví dụ như mèo.